Tuấn Vĩ xin chào cô chú và các anh chị thân mến. Hôm nay Tuấn Vĩ xin cập nhật tin vui tiếp theo, đó là tin vui của em Phạm Viết Tuấn đã thay cha tìm bên nội. Đây là một câu chuyện hết sức là cảm động, vì trước khi ba của em Tuấn mất thì ba đã trăn trối là mong muốn kiếm về cội nguồn, mong muốn kiếm về bên nội, nhưng niềm ao ước đó đang còn dang dở. Vì vậy ba em Tuấn mới mất cách đây khoảng 10 ngày thì có một cái sự thôi thúc rất là lớn trong lòng em, cho nên em đã lên chương trình để mong muốn kiếm về bên nội và tiếp tục thay cha để làm cái nguyện vọng đó. Rất là may mắn khi mà em lên chương trình thì hôm nay Tuấn Vĩ đã nhận được một nguồn tin đáng tin cậy. Và câu chuyện của em Tuấn thì như sau. Theo như em chia sẻ thì vào năm 1966 thì lúc đó ba em Tuấn mới được 5 tuổi, khoảng 5 tuổi, thì bị thương ở dưới hầm và bị thương ở trên trán. Vì vậy cho nên trong cái lúc mà hỗn loạn đó thì ông nội nuôi của em Tuấn là có đi lính ở khu vực đó, vì vậy cho nên là đã thấy một em bé bị thương như vậy và đã đưa về cứu mang. Thì trong cái quá trình mà sau khi ba của em Tuấn tỉnh lại đó thì bên gia đình nuôi mới cái hỏi thì ba em Tuấn có cho thông tin rằng là ba em Tuấn tên là Hòa và cũng không biết họ gì. Nhưng sau đó một thời gian thì trong quá trình mà tìm hiểu thì trong gia đình có một người bác tên là Đinh Văn Năm. Vì vậy cho nên khi mà em chuyển tải thông tin lên thì rất là may mắn là ngày hôm nay là ngày thứ ba thì đã có một nguồn tin đáng tin cậy biết về chú Năm. Và trước đây thì chú Năm cũng đã lên chương trình của Tuấn Vĩ để kiếm gia đình và cũng kiếm tên là người em thất lạc vào đúng năm đó, và tên là Đinh Văn Hòa. Vì vậy cho nên là hôm nay coi như đủ cơ duyên để đôi bên có thể kết nối được lại với nhau. Giờ đây thì Tuấn Vĩ xin chuyển tải lại âm thanh gốc để cho cô chú anh chị chúng ta cùng nghe buổi trò chuyện của hai bác cháu hôm nay. Thì rất là cảm động thay cho câu chuyện, rất là đáng tiếc thì ba em Tuấn bây giờ đã không còn nữa, nhưng em có thể thực hiện được cái nguyện vọng lớn lao nhất của ba em. Giờ đây mời cô chú anh chị chúng ta cùng theo dõi chương trình. Con chào bác ạ. Dạ. Rồi thưa bác Năm, bây giờ Tuấn Vĩ xin giới thiệu chút xíu để bác Năm biết. Trước màn hình chúng ta là cháu Tuấn, là con của chú Hòa. Và vừa rồi đó thì cháu Tuấn có lên chương trình của Tuấn Vĩ để kiếm một người bác tên là Đinh Văn Năm. Vì vậy cho nên là bây giờ cháu Tuấn chào bác Năm đi, xong rồi cháu Tuấn chia sẻ cái câu chuyện của gia đình mình có trùng khớp với gia đình bên chú Năm không ha? Dạ, dạ. Anh kết nối đi. Dạ, con chào bác Năm nha. Ôi. Dạ. Sao con? Con có một người ba lúc trước là bị thất lạc ở ngoài Quế Sơn, Quảng Nam ấy bác. Quảng Nam. Dạ, Quế Sơn. Nó là chưa biết chưa. Ấy là chưa biết tỉnh luôn á, ấy là chỉ có là Quảng Nam thôi, đúng không? Rồi em nói tên tuổi luôn đi Tuấn, con nói tên tuổi này kia cho bác Năm nắm được. Dạ, là lúc nhỏ thì ba con là chỉ nói là ba con tên Hòa thôi. Dạ. Rồi ba con có một cái vết thương ở trên đầu ấy ạ. Do trúng đạn ạ. Đúng rồi. Dạ. Sao ở trên đầu? Dạ. Sao đầu ở trên đầu? À đây này bác, ngay khu vực này. Bây giờ bom á. Dạ đúng rồi. À, ba con á, thì sinh năm khoảng 1960 á bác. 60. Cỡ tuổi nữa đó anh. Dạ vâng. Rồi còn là khi mà bà nội con á, nhặt được ba con á, ở dưới hầm trú bom á, thì rơi vào khoảng năm 1966 đấy ạ. Lúc đó ba con khoảng tầm 6 tuổi đấy ạ. 6 tuổi. Đúng rồi đó, 6 tuổi. Dạ. Rồi ba con cũng nói là ba con tên Hòa luôn. Thường xuyên nói với mẹ con với con ấy. Đinh Văn Hòa. Nên, dạ. Đinh Văn Hòa đúng không? Không, ba không nói là Đinh Văn Hòa, nhưng ba chỉ nói là ba tên Hòa thôi ạ. Tại vì lúc đó ba nhỏ, có thể ba không nhớ rõ ạ. Để anh nói chuyện hả? Là
À, bây giờ thế này, Tuấn Vĩ xin lỗi một chút xíu nha. Tuấn Vĩ xin lỗi một chút xíu là vì Tuấn Vĩ có ghi hình đó, cho nên là em trai mình mặc cái áo vô cho anh chút xíu nha. Rồi mình nói chuyện còn thong thả không sao cả. Rồi em đi mặc cái áo đi em nha. Anh thông cảm cho anh ha. Dạ. Rồi mình chờ chút xíu nha nha chú Năm. Thì việc đâu còn có đó. Rồi chúng ta sẽ từ từ mình xác minh. Hình như là chú Năm cũng 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 khàn tiếng hay sao, phải không? Tiếng chú Năm không được rõ phải lắm phải không? Mấy ngày mới về phòng, hôm nay À làm giống thì à hơi mệt chứ. dạ rồi ngày hôm nay đó con liên hệ với chị Vân, và chị Vân có hứa với con là tối nay về thì có kết nối cho chú Năm nói chuyện với con, vì cái số cũ của chú á, số điện thoại cũ của chú là con liên hệ không được. Rồi ok, giờ bây giờ em trai có rành mạch hơn thì em trai cứ trình bày với cháu Tuấn đi. Em là năm nay cũng là 41 tuổi rồi. Đây là để trao đổi với em là bao nhiêu chú là cho nó rõ để biết là nhất là hồi trước thời kỳ mà như nếu em là em nhỏ hơn anh, thật ra từ thời kỳ mà đời nén muốn nôm là em không biết được tỉnh mô hết đúng không? Đúng rồi. Ông già nếu là kỳ mà ông già mà ông biết được là cái dạng như ông chỉ tỏa được cái chỗ mà khu vực ông ở được hay không ấy là hữu để anh là ông già có kể cho em là khu vực để ở khu vực qua cái hay là qua cái dòng sông hay là qua trước cánh đồng nhòa trước cánh đồng hay không á để mình dễ nắm được là ông già vẫn còn sống không? Dạ không, ba em vừa mất cách đây khoảng 11 ngày ạ. Một ngày đó mà hay Dạ, là hồi và trước là trước trước khi ba ba em mất là ba em có ước nguyện là muốn tìm lại người thân ngày xưa của ba. Dạ, sau đó bắt đầu em cũng đi tìm kiếm thì em thấy được cái thông tin của bác Đinh Văn Nam cũng tìm người em tên Hòa như mùa vậy. hồi nãy là Và chỉ biết tên mùa chứ không có biết được học rồi đi ra hết đúng không? Quảng Nôm dạ với đúng mùa rồi, đông tên Hòa, năm sinh năm thất lạc và ở Quảng Nam ạ. em năm nay bao nhiêu tuổi? Em là năm nay là 37 tuổi ạ. 41 tầm nữa đúng rồi. Vì để anh kể hay để anh kể như thế là ông già chờ núa tiếng khòn quá không nghe được. Thành ra là kể là thời kỳ đó là ông chú Hoàng á là ông sẽ tầm cỡ 6-7 tuổi chứ mấy. Thời kỳ mà 6-7 tuổi là thời kỳ chiến tranh là không biết được trên á. Nói chung là khu vực chỉ cần là chiến tranh là tàu gỗ nó bị con nít mà bị là tàu gỗ nó chở đi vô nhà bệnh viện sư cô thời kỳ là đưa vô sư cô để cứu cứu thờ là con nít nó đưa vô sư cô thành ra là không cái nguồn gốc là khó để ấy đó như thế mà nếu ông chú Hòa mà còn sống là biết biết được cái khu vực ổng nghe thì ông biết được khu vực này trước nhà có cái chi đồ là không dễ qua cái nhà nó có được cái cào cái sông hay là cái suối gì đó là hắn sẽ dễ hơn mà trừ là mơ hồ thôi ông già là năm nay là đến mấy bảy gần 70 rồi nói là nhà là có còn là được nếu nếu hiện tại á là còn được cái anh em như mấy có bà em là kêu tôi kêu bà cô á là đã mới đây 4 năm rồi cũng bị ung thư mất mất cái đây 4 năm còn mình ổng như mấy thành ra kiếm là kiếm suốt dàn dạt cũng là 30 năm nên là vẫn đi kiếm vì ổng là còn rất là mình ổng như mấy thành ra là ổng cũng tìm lên lên cái tìm người thân trên cái chương trình của VTV á ở đây mấy lần luôn mà tìm nó tìm để là kiếm lại cái nguồn cội của anh em trong nhà tôi cũng là thế hệ sau như chúng mình cũng như bọn nữa thôi thế hệ sau còn nếu như ấy thì tốt còn Cho em hỏi là hiện tại là nhà bác với anh là đang ở đâu anh nhỉ? đang ở là Bình Đào, Thăng Bình, Quảng Nam. À, Thăng Bình. Quảng Đúng Nam. rồi. Em Thời kỳ. cũng dự đoán là ba em là cũng chỉ ở quanh quanh đâu, là một là Quế Sơn, Thăng Bình, hai là bên chỗ núi Thành ạ.
Đúng rồi, là khu vực nói chung như em nói là em chỉ biết khu vực Quảng Nam thôi chứ chưa biết được khu vực mà nói Thăng Bình Quảng Nam về Dạ đang đúng rồi. khu vực là thay đổi rồi từ hồi xưa Dạ. tốt hồi xưa nếu tỉnh hồi xưa nó thấy nếu xóa hồi xưa là Bình Minh Bình Đồ Dạ. chứ không phải là hắn thay đổi rất là nhiều quá đi Dạ. Anh tên gì nếu vậy nhỉ? Anh tên Tuấn ạ. như anh thì trừ là anh đâu ở đâu địa chỉ anh ở đâu ở đâu Em đang ở trong Đồng Nai anh ạ. Đồng Nai Tỉnh đúng Đồng rồi Đồng Nai. Dạ. Nai Đồng Nai nếu có thời kỳ nó mà ông giờ vô đó là đúng chính xác là vô đó Đúng rồi, đúng thì rồi. bên chỉ có vô bên nhà hội bên mấy bà sư cô á bên sư Dạ. cô nó vô để ấy chứ còn bệnh viện là không có Vâng. bây giờ là hôm qua hồi nó vô luôn đó ấy Chào là anh từ em. hắn thông tin nó còn ít quá không thể ấy là nhưng mà nói chung mang thì nếu được gặp nữa thì tốt được gặp để mình trao đổi để mình lái những cái thông tin hay là như gặp con cháu đồ biết khung mạc nó từ 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 với nhau có khi là cũng tốt hơn. Dạ đúng rồi. À, sau cuộc gọi này anh vui lòng cho em xin địa chỉ của mình nhé. Em sẽ sắp xếp về về ngoài mình sớm lên. Có thể nay Ừ. ngày mai hoặc là ngày mốt là em về ngoài đấy ạ. Ừ. Về nếu về đây thì anh sẽ đi đón luôn Dạ cảm ơn anh. Được. về nếu em là xác định về đây là anh sẽ đón đón về nhà nếu nói chung thì mình nếu không phải là duyên số nhưng mà cũng nếu gặp thì là ok nếu Vâng gặp vâng thì chúng mà bình thường đấy là về về kiểm tra được thì tốt. dạ, khoảng có thể về sao anh biết không, có thể mình xét nghiệm máu cũng được anh, xét nghiệm gen đấy. Dạ Đúng rồi. xin kết thúc cuộc gọi á, anh vui lòng cho em xin địa chỉ nhé, mai là có thể để em sắp xếp là em về ngoài đấy luôn ạ. Là em gửi qua Zalo đi. Đúng rồi, cứ qua Zalo ạ. Dạ. Đưa số luôn kìa, cái chi là về ra điện anh sẽ gặp trực tiếp đón đón em luôn. Dạ. Cảm ơn anh trước ạ. Anh đón một lọ thì nhúng y một bà thôi chứ đâu mà cứ bình thường đi. Nếu xác định Dạ định về dạ. được sẽ là đón được Vâng đón về vâng. đây Tại anh tại em biết sao không? Tại em em thấy có nhiều thông tin giống nhau là như là năm sinh của ba em này, năm thất lạc. Rồi đúng rồi cũng địa điểm ở ngoài Quảng Nam đấy. đúng rồi Rồi ba em cũng có vết thương ở trên đầu nữa. Với đúng ba rồi em một à cái quan trọng là ba em tên Hòa nữa. Ba em hay nhắc là ba em tên Hòa. ở nó ở trong nâng hầm nó Dạ bị dạ. mình là chỉ nghe ông bà kể thôi nhưng mà mình nói chẳng rõ hơn về ông già là ông tiếng ông khòn quá không nghe được là Dạ. nó là ở hầm là ông bà nội nó bà ra bà thấy chiến tranh nó dọn quá đi quá khủng đi bỏ bây ra là bà xóa tác để bỏ dọn như chỗ này là không có người như kia đó thành ra là bà xóa tác cuối cùng là chiến tranh bom đạn thì biết rồi thì bỏ bắt đầu bà bị vậy trong trong hầm là bắt đầu ông chú Hòa là bị thương ở đầu Dạ. từ gốm xuống hắn mới chở đi bị thương đào nhưng mà chưa Dạ. chết bị thương đào chưa chết nhưng mà chở đi nhưng mà người ta nhiều khi là nói trong thời kỳ nó là đâu có thông tin gì đó chỉ có nó kêu Dạ. là thời kỳ nó là chỉ có chở vô mà bệnh binh với độ mà sư cô đồ kia thôi chứ còn bệnh viện là không có thành Dạ. ra ông già là hồi nói thời nó ông già có 15 tuổi mà ông chú Hòa đến 6 tuổi 5 tuổi chứ mất thành ra là Dạ không có dạ. về cho mẹ mất hết rồi bà Vâng nội cũng vâng. lúc nó là mất rồi thành ra là còn là sống sót ở đây đó hiện trừ ở đây nó là còn sống sót là hai anh em nhưng mà Dạ. trừ ông già nó tên Vinh Nam đó là ổng là ổng còn sống thôi còn bà em nó là mất rồi bà em mới mất đây là bị ung thư Là cô Đinh Thị Hiền gì đó phải không ạ? Đinh Thị Hiền Dạ đúng rồi, đúng rồi. đây là Dạ mình vâng. mối thì đây là ông Nam đây Dạ. đây là cũng là em thôi chứ không phải là đây là dường như đứa con thứ hai con trai thứ Dạ. hai Dạ. là Còn có cũng anh rất đầu nữa hả? là anh em trong cái tộc trong cái dòng họ hay là anh em trong nhà để cho nó tình thương mến thương Dạ.
không mong muốn chi, muốn gặp lại cho con cháu anh em cho vui vẻ. Chứ mày tập Vâng. trung thì cũng còn có ai hay anh em, nhưng mà trời ông ao bà chị bà cô mất rồi, còn là ông già, ông già đã ra Dạ. được hai em tre, Dạ. hai đứa em ghé, Dạ. mà nói chung có lập gia đình hết rồi, có nhà cửa ổn định hết Cùng rồi. Nói chung thì ở Quảng Nam luôn hay sao em? Mấy anh chị đấy á? ở quận Nam có bà chị thứ ba là ông anh he là cũng ở Đà Lạt, còn bà chị thứ ba nó là ở Đà Nẵng, làm giao về Đà Nẵng. Dạ. Còn ba em út nó là nó có chồng ở Huế, nhưng mà trừ nó lập gia đình nó ở nhà, là cho đất nó ở lùm nhòa đây luôn. Dạ dạ. Nói chung Thôi cái đó để khi nào anh em mình gặp nhau rồi trao đổi thêm. Giờ cho em xin này, thôi để mà tài đang đang gọi điện á, xí em anh gửi cho em cái số điện thoại với địa chỉ của mình nhá. Mai em sẽ ra ngoài mình đấy. Nếu mai sáng mai là nếu sáng sáng em đi thì khoảng tầm đầu giờ chiều là em có mặt ngoài đấy đấy ạ. Đồng Nai Em đi máy bay về mà. đi máy bay thì nhanh. Dạ. Alo anh Dạ, cảm ơn anh. Để xí anh gửi cho em cái vị trí là được rồi, không cần đón đâu, em về tới tận nhà luôn cũng được ạ, không sao đâu. rồi đâu, rồi rồi Vâng. À, anh Vị rồi ơi. rồi rồi ok Dạ em. dạ. Chắc em phải ra về ngoài đấy anh Vị ạ, để gặp rồi xác minh thêm anh Vị. Đúng rồi, anh nghĩ Em đó nghĩ thì là anh nghĩ là cái việc mà xét nghiệm ADN đó là cái điều cần thiết nhất, nên là Vâng vâng. anh em gặp nhau, chú cháu bác cháu gặp nhau đó thì là nên đi đến bệnh viện á lấy cái mẫu ADN, thì là cái đó là cái thiết thực và nó nhanh chóng nhất, và đôi bên cũng không cần phải suy nghĩ gì nhiều. Thì dựa Vâng trên cái cơ bản đó, dựa trên cơ bản thì Tuấn Vĩ thấy là khả thi cao. Vì từ tên tuổi cho đến là năm sinh và cái thời điểm mà thất lạc đó, và cái bối cảnh thất lạc cũng cũng giống nhau, Dạ nên là đúng rồi, đúng rồi, dạ đúng rồi. Tuấn Vĩ nghĩ là theo như đánh giá về quan điểm cá nhân ấy, thì Tuấn Vĩ nghĩ là khoảng chừng trên 80%, trên 80% thì chắc chắn. Dạ, con cũng mong là vậy ạ. Nha. Đây, em chào anh nhá. Dạ dạ, mai có gì anh em gặp lại ạ. Vâng. Rồi, vậy Dạ bây dạ. giờ đó thì anh em gửi số điện thoại của nhau qua trong cái nhóm này nè, nha. Vô trong cái Dạ nhóm này dạ. để lấy số điện thoại của nhau rồi nên làm liền nha, bởi vì là đôi khi để lâu rồi đôi khi không hay. Vâng, rồi em gửi ngay đấy ạ. Rồi em xin cúp máy trước Ok. ạ. Vâng. Rồi ok, vậy xin Tốt. chào nha, con chào chú Năm nha. Rồi xin chào. Dạ, chào anh ạ. Rồi ok. Con chào chú Bắc Nam ạ. Vâng.